Dạ vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Trang sức AQ của mình. Thì trên đây mình xin giới thiệu với các bạn là lô mặt dây chuyền được làm từ đá xà cừ. Đấy, hay còn gọi là đá Hắc Nguyệt Quang các bạn nhé. Đấy, cái đá Hắc Nguyệt Quang này thì thị trường nó mang rất chi là nhiều năng lượng. Đấy, nên là các bạn chơi phong thủy rất chi là thích loại đá này nhé. Thì trên đây là mình mài một số cái dáng mặt dây dáng để làm cho mặt dây chuyền ấy. Thì mình xin giới thiệu và chia sẻ cho các bạn. Đấy. Thì trên đây thì mình mài cũng tầm độ mấy dáng đấy. Thì đầu tiên thì mình sẽ sơ qua cho các bạn là cái dáng của mặt dây chuyền mình đang mài nhé. Đây này, đây là đầu tiên là mình mài dáng hình chữ nhật này. Đấy. Cái đặc trưng của mặt dây chuyền đá xà cừ này ấy, thì khi các bạn lắp thì cái ánh của nó đấy. Cái ánh titan của nó ấy, các bạn. Đấy, các bạn chơi thì các bạn sẽ hiểu đấy. Lắc thì nó sẽ lên cái màu gần như một bảy màu đấy. Viên nào mà lên cái màu càng nhiều, hay còn gọi là cái lửa ấy, nó càng nhiều thì viên đấy nó càng đẹp và càng có giá trị các bạn nhé. Vâng, tiếp đây thì là mẫu dáng vô sự bài này. Đấy, các bạn nhìn này, hầu như là càng mài nó sẽ lên lửa này. Đấy. Chúng ta lắp đeo cái mặt này mà chúng ta chỉ cần nó lắc qua lắc lại hoặc là nhìn ở một góc độ khác nhau ấy, thì cái ánh lửa nó sẽ rất chi là nhiều nhé. Đây là dáng trái tim này. À quên, mình xin lỗi, đây là giọt nước các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn mình lắc này. Khi mình lắc qua cái dáng của nó này. Đấy. Nhìn cái lửa nó rất chi là nhiều nhé. Ở đây là dáng hình con mắt này. Nhìn bình thường thì nó cũng đơn sắc, nó cũng chưa lên nữa, nhưng các bạn lắc qua này. Đấy. Rất chi là nhiều lửa luôn. Đây này, đây nữa này. Đấy cũng dáng con mắt này, nó gần như quả trán này. Đấy. Bên mình là một xưởng máy đá, bên mình là nhận gia công và chế tác đá theo yêu cầu. Đấy. Bạn nào có nhu cầu muốn gia công chế tác những cái sản phẩm từ đá tự nhiên về làm trang sức ý, các bạn có thể liên hệ bên mình nhé. Tất cả các dòng sản phẩm bên mình chế tác ra là đều là đá tự nhiên 100%, các bạn yên tâm. Đấy. Trên đây là cái mẫu mặt đá xà cừ bên mình vừa mới giới thiệu qua cho các bạn. Bạn nào có nhu cầu muốn mua những cái mặt dây chuyền từ đá xà cừ ấy, về chúng ta làm phong thủy thì các bạn có thể liên hệ bên mình nhé. Vâng, video của mình đến là kết thúc rồi. Mình xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.